bạn ơi, đây là thành phẩm của gói món thịt viên sốt chanh mình vừa mới làm xong này các bạn này. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Và làm thế nào chúng ta có một cái món thịt viên sốt chanh vừa thơm ngon, màu sắc thì rất là đẹp. Và cái món này các bạn có thể dùng để ăn với cả bún chả này, hoặc là bánh cuốn ở Hà Nội thì rất là thơm ngon và đúng vị luôn. Và mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp với mình để làm cái món này các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ mời các bạn vào bếp để làm với mình cái món chả viên để ăn bún chả hoặc là bánh cuốn với hương vị của Hà Nội các bạn nhé. Đây là một cái món rất là ngon và khi mà các bạn đã làm rồi thì các bạn sẽ ăn, các bạn sẽ thấy rất là thích. Nguyên liệu các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 500g thịt vai xay nhá. Cái phần thịt vai thì nó có cả mỡ cả nạc, thì khi mà các bạn viên lên các bạn chiên thì nó sẽ không bị khô và ăn nó sẽ có cái vị béo ngậy và ngon, thơm ngon hơn rất là nhiều. Các bạn chuẩn bị cho mình 3g tiêu. Ở đây các bạn dùng cho mình 20g tỏi nhá và 15g hành khô, 1/2 trái chanh, một muỗng cà phê dầu hào, và không thể thiếu được cho cái món ăn này đó chính là cái nước hàng. Nước hàng này khi mà các bạn ướp cùng với cả thịt thì các bạn viên lên thì các bạn sẽ thấy là màu sắc của nó rất là đẹp và ăn thì thơm cực kỳ. Và sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít vừng trắng hay còn gọi là mè nhá để mình làm. Bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị trước. Các bạn sẽ cho tiêu vào, 3g tiêu vào, dầu hào thì các bạn dùng cho mình một muỗng cà phê như thế này thôi. Phần tỏi và hành khô các bạn sẽ cho vào, các bạn xay nhỏ ra cho mình nhé. 20g tỏi, 15g hành khô, các bạn xay nhuyễn ra nha. Tỏi và cái hành khô nó rất là thơm, quyện với cái phần thịt này thì khi mà các bạn làm nên nó sẽ thơm cực kỳ luôn. Và để tạo cái đặc trưng cho cái món ăn này thì các bạn sẽ cho thêm cho mình nước cốt của 1/2 trái chanh các bạn nhé. Các bạn bắt cho mình nước cốt của 1/2 trái chanh, nó cỡ khoảng 2-3ml thôi, các bạn đừng cho nhiều quá nhé. Cho nhiều quá thì cái món ăn của chúng ta nó bị chua nhé. Bây giờ để tạo màu cho cái món ăn này thì các bạn sẽ cho mình 2 muỗng nước hàng. Cái nước hàng này mình làm nó không được đặc cho nên là mình cho 2 muỗng. Còn nếu như mà nước hàng mà các bạn làm đặc ấy thì các bạn sẽ cho nó vừa phải thôi, khoảng 1 muỗng thôi. Và các bạn biết không, khi mà các bạn làm cái món này ấy, thì các bạn sẽ chỉ ướp cho mình chút xíu muối này và bột ngọt thôi. Chúng ta không cho mắm, các bạn không cho mắm nhé. Cho mắm thì khi mà các bạn chiên lên thì thịt nó hay bị ra nước, nó sẽ giảm mất cái độ ngon. Các bạn cho mình 2 thìa cà phê bột ngọt và các bạn sẽ trộn đều lên nhé. Trộn đều lên để cho cái phần thịt này nó ngấm đều gia vị. Khi mà các bạn cho tiêu và hành tỏi vào thì nó sẽ tạo cho cái món ăn của chúng ta rất là thơm ngon. Và đặc biệt là khi các bạn cho thêm một chút xíu chanh, nước cốt chanh này như vậy thì cái món thịt chiên của chúng ta nó ngon cực kỳ luôn, nó rất là ngon. Và với cái công thức này thì các bạn có thể dùng cái dùng để làm chả cho các món như là bánh cuốn này, hoặc là bún chấm nhá, hoặc là bánh cuốn chấm, hoặc là bún canh đều được, rất là ngon, rất là thơm. Và các bạn sẽ ướp cho mình trong khoảng thời gian đó là 10 phút. Và sau 10 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp cái món này các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu nó sôi lên như thế này thì chúng ta bắt đầu, các bạn là nặn cái phần chả viên này các bạn nhé. Để nặn cái phần chả viên này thì các bạn sẽ nặn cho mình, các bạn sẽ dùng tay hơn cho mình để các bạn nặn. Và khi mà các bạn chiên ấy
để thịt nó chín đều. Đó, thì các bạn chiên cho mình nhiều dầu một chút. Đó, các bạn nặn thành những cái viên nó lớn lớn một chút thì khi mà các bạn ăn kèm với cả bún ấy thì nó sẽ ngon hơn các bạn nhé. Cảm giác cái miếng thịt mình cắn nó đã. Và là đặc điểm của cái món thịt viên này nó sẽ phải hơi dày dày một chút. Đó, cho nên là khi mà các bạn làm thì các bạn làm dày dày cho mình một chút nha, để ăn nó không bị khô. Và khi mà các bạn ướp như thế này thì cái món thịt của chúng ta nó đã rất là ngon rồi. Nhưng mà cần phải dày dày một chút, nó có sự hòa quyện của tiêu, của hành, tỏi, nước hàng và nước cốt chanh sẽ tạo nên cho chúng ta một cái món thịt nướng rất là ngon. Các bạn có thể đem đi nướng hoặc là các bạn chiên rán lên như mình đều được. Cái món này mà nướng thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà không có điều kiện để nướng thì các bạn cũng có thể rán cho mình như này nha. Đó, hai bạn nhỏ nhà mình rất là thích ăn luôn. Và các bạn làm tương tự cho mình như vậy cho đến hết các bạn nhé. Các bạn là chiên thì các bạn là khi mà các bạn chiên cái phần thịt này, các bạn sẽ chiên cho mình ở lửa vừa phải nhé. Sau đó thì các bạn thấy nó vàng thì các bạn sẽ lật lên cho mình có chiên. Bởi vì là các bạn cho nước hàn cho nên là khi mà chiên thì các bạn chú ý giúp mình nhé. Ở đây thì mình đang bị để lửa hơi lớn nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ phải lật thường xuyên hơn để cho cái miếng thịt nó cứng và nó chắc. À, các bạn ơi, khi mà các bạn thấy nó như thế này thì các bạn sẽ lật thường xuyên cho mình nhé. Các bạn sẽ cứ lật đều cho mình như vậy nhé. Đấy, để cho nó vàng hết, vàng đều tất cả các mặt và nó không bị cháy, cũng như là chín cái phần thịt phía trong á. Lát nữa khi mà các bạn chiên nó chín rồi, nó vàng đều hết tất cả các mặt rồi thì các bạn sẽ thấy là cái món thịt viên chiên này nó sẽ rất là hấp dẫn và ngon, thơm cực kỳ luôn. Bây giờ mình đã ngửi thấy cái mùi rất là thơm rồi, thơm hấp dẫn luôn á. Bạn cứ lật đều cho mình như vậy nhé. Bạn lật thường xuyên như vậy thì nó sẽ chín rất là đều và màu sắc nó sẽ rất là đẹp. Khi mà các bạn cho cả phần nước hàng vào thì nó sẽ tạo cho cái món ăn của chúng ta một màu nó vàng và nó bóng. Các bạn ơi, khi mà các bạn chiên các bạn thấy nó vàng đều tất cả các mặt như thế này rồi thì các bạn sẽ gắp ra nhé. Đấy. Và cái nào các bạn thấy cái độ vàng nó chưa đạt mà các bạn muốn nó vàng hơn, nó đẹp hơn thì các bạn cứ lật liên tục cho mình như vậy. Các bạn lật liên tục nhé. Các bạn đừng để nó lâu quá, nếu để lâu quá thì thường nó hay bị cháy. Thì các bạn lật liên tục cho mình như vậy. Nó vừa chín đều mà nó lại còn
không bị cháy nữa. Màu sắc thì rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Đó, màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ gắp ra nhé, để đã chín hết rồi đấy các bạn. Cái màu vàng ấm rất là đẹp. Sau khi mà mình đã chiên xong thì các bạn sẽ thấy là màu vàng của cái phần thịt là viên xốp với chanh như thế này, nó rất là ngon và màu sắc thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Đây mình phải quay gần lại cho các bạn nhìn rõ nhé. Cái phần thịt rất là ngon, rất là thơm luôn này các bạn này. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều những cái món ăn ngon từ chả viên, và cái chả viên này là đúng chuẩn của chả Hà Nội luôn này các bạn này. Rất là ngon luôn và ăn thì cực kỳ thơm. Và mình hẹn gặp lại các bạn các video clip mới nhất của mình các bạn nhé. Khi mà các bạn chiên xong rồi, các bạn có thể cho thêm lên phía trên này một chút xíu vừng, vừng trắng hay còn gọi là mè trắng, thì ăn kèm nó sẽ rất là thơm. Thơm cực kỳ luôn các bạn. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã nấu xong rồi thì các bạn sẽ rắc lên trên phía trên của cái phần thịt nướng, chả nướng như thế này một chút xíu vừng trắng thì sẽ tạo cho cái món ăn của chúng ta rất là thơm ngon. Đó, và mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công cái món này các bạn nha. Và nếu các bạn thấy thích thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.